Vâng, em xin chào tất cả các bác. Nay cuối tuần thì hàng về những gọi là những toàn hàng hot không, gọi là siêu phẩm về toàn hàng đẹp về cho các bác nha. Về hai cặp loa đó là Boss 601 Series 3 thùng vàng và một cặp L100 Canturi chéo canh mút tiếp tục về. Và một con âm ly đến từ châu Âu, Rotel, khủng long bảo chúa và một con concept rất là hot nữa. Hai con này công suất như nhau 550W, là những model rất là hot của những cái hãng danh tiếng Rotel. Con này cực kỳ hiếm nha các bác, 550W đánh hai cầu loa chạy 8 sò sách. Con nó là mạch vàng gold nha, mạch nó màu vàng nha. Cực kỳ sang luôn. Và nó hiếm cực kỳ, đánh JB hay là những loa Nhật, Mỹ, Âu đều đánh tốt hết. Đặc trưng của con RA1312 khủng long này thì có hai đồng hồ vô phía trước, công suất 550W, mạch là mạch vàng nha, mạch ươm này các bác. Mạch nó mạch vàng nha các bác, như những con âm ly bằng gold đấy. Con này giá 22 triệu này, mới keng, không tì vết luôn nha. Hàng sưu tầm nha các bác, mới keng. Rotel RA1310-12. Và đây là Concept 6.5. Những dòng âm ly lừng danh của những hãng danh tiếng. Concept 6.5 cũng 550W luôn, 18.500. Và đây cũng là hàng hot của đời năm luôn. BMA1010D là hết số nha các bác, hết số của dòng mà BMA. Tức là bộ da mã DAC cao cấp nhất nha. 23 triệu nha các bác, 23 triệu. Đánh Boss thật là những dòng loa JB, loa Nhật, nhưng mà 933, 955 đánh tốt, bắt bác 40. Và có bộ giải mã DAC để các bác nghe nhạc mạng rất tuyệt vời. Rất mới nha các bác, rất mới nha, giá 23 triệu. Còn con set 6.5 là 18 triệu 5. Còn con Rotel RA1312 này thì cực hiếm rồi, bác nào muốn sở hữu thì alo liền cho em nha. Chỉ có một con duy nhất. Vàng ươm luôn, từ núm nút cho đến gì nó vàng ươm hết nha các bác. Mạch vàng, núm nút vàng hết. Và cái phần này nó sẽ đậm hơn cái phần mạch không tí nha các bác, các bác thấy này. Và nó nhấn mạnh ở điểm này, nó sẽ đậm hơn, màu vàng. Còn cặp đây là 22 triệu nha. Còn em này là L100 Canturi chéo này, canh mút này các bác, chéo canh mút nha. Cũng là hàng sưu tầm luôn, giá là 34 triệu L100 Canturi chéo. Còn cặp Boss 601 Series 3 thùng vàng. Cặp này thì rất là nổi tiếng rồi, vừa nghe nhà vừa karaoke. Cặp này cũng mới về luôn, mới khen, cực kỳ là xuất sắc luôn nha. Giá là 43 triệu 500. Tí nó sẽ có video chi tiết từng sản phẩm em báo ra sau bảo hàng về giá thôi. Còn đây là con CD 1650GL vàng ươm luôn, vàng như con Rotel các bác, vàng ngày này vàng ươm này. Đây, con vàng ươm luôn nha, không tì vết nha bác, giá là 11 triệu. Còn CD Sony 305ESR là 12 triệu. Còn tiếp tục em về được một con 5000X bao qua dính kích tinh lửa 320W nữa nha, 24 triệu. Đấy, 5000X bao qua dính kích tinh lửa 320W, đỉnh nhất của dòng sức âm tụ chuyên Nhật vàng. Nhật vàng là đỉnh nhá, đánh 99A88A, nhưng dòng loa JBL vẫn loa Mỹ cổ vân vân. 5000X thì không cần vàng về chất âm rồi. Con này giá 24 305ESR là 12, còn 1650GL là 11, tất cả khiên zin hết. Đấy, con này thì khủng rồi các bác. Các bác thích xài lớn khủng rồi thì chơi em này. Con này chứ cao không 17 này, 17 ngang là 48 con. Ngang là 48 đấy. Con set là 18 năm, còn đây là 22. Các bác thấy đồ VIP không? Con này là trưng bày và gíp loa tuyệt vời luôn nha. Rotel là một thương hiệu đến từ châu Âu các bác, nhưng con này sản xuất tại Nhật nha. Sản xuất tại Nhật Rotel, nhưng mà nó thương hiệu của châu Âu nổi danh rồi. Những sản phẩm high-end vân vân. Đây là chuyên Nhật vàng nha, nhưng con này được các bác, nhiều các bác săn lùng yêu thích những hãng Rotel này và săn lùng những cái model này vì nó khỏe, tiếng nó hay. 550W và lên đèn tuyệt vời, khai đồng hồ vô nữa. 22 triệu nha các bác. Còn em này thì không cần giới thiệu nhiều, đỉnh của đời năm. Con này khá là hot rồi, BMA1010D mới cứng cửa nha, 23 triệu. Lo JBL thì 34 triệu, canh mút cùng hàng sưu tầm. Cặp xếp lên 1 series 3 thì 43 triệu 5 dạ thôi. Thì cuối tuần này về hàng như thế, thì bác nào có muốn sở hữu sản phẩm nào thì tí nữa em sẽ quay chi tiết sản phẩm, từng sản phẩm này có chốt nha. Và các bác có thể chốt từ video này luôn. Thì hàng tất cả bao đẹp, bao zin tuyệt đối, và hàng là chất bãi về chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Giá bao ship tận nơi nha các bác,